Chào mừng tất cả quý vị. Hôm nay Bi về hai cặp loa JBL với model là 8340A. Đây là một cái dòng loa mà quý vị vừa xem phim và vừa karaoke được luôn nha quý vị. Và chúng ta có thể chơi đa thể loại nhạc. Dòng này thì mình về tại Mỹ. Và cái model mà 8340A này thì nó có sẽ có hai đời, một đời Made in USA và một đời Mexico. Và cái cặp loa của mình ngày hôm nay thì Made in Mexico nha quý vị. Dòng 8340A này với công suất 250W, một loa bass với đường kính là 25cm và một loa trép kèn nha quý vị. Mình về trong tình trạng rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình quay cảnh lại, mình tháo hết lưới ra, bốn chiếc loa rồi. Lưới của nó là lưới không nhựa như thế này nha quý vị. Đây, lưới tem JBL nè, lưới không nhựa nha. Và cái lưới này chúng ta mở, phải mở từ phía sau nha quý vị, chứ nó không tháo ra bình thường, giống như dòng lưới bình thường nha. Và đây quý vị nhìn nè. Đây, cái viền này về là cái viền mút này là về bao nhiêu cặp là nó hai mục, mục nhiều. Và cái mấy hai cặp mình về này cũng đều một viền mà mình thay viền rồi nha quý vị. Mình thay viền xịn sò chất lượng rồi nha. Và cái màng của nó là quý vị thấy là cái màng huyết rồng nha quý vị. Nó không phải màu đen, nó cũng không phải màu xám mà màu huyết rồng. Và cái chất liệu ở bên ngoài này là chất liệu bằng nhựa nè, bằng nhựa cứng nha quý vị. Nên là chúng ta sẽ không bị thấm nước nha quý vị. Chúng ta có thể treo ở những cái quán cà phê được luôn nha. Đây quý vị thấy nó thiết kế là để chúng ta để nằm ngang như thế này, để ngửa lên như thế nha. Với cái chiều ngang là 44 và chiều đứng của nó cũng là 44 luôn nha. Đây, một cái loa trép nè. Bi có tháo bên trong ra rồi, tí nữa Bi quay cái loa Bi tháo bên trong để quý vị nhìn nha quý vị. Cặp nào cũng đẹp hết quý vị nha. Và đặc biệt ngày hôm nay mức giá rất là dễ chơi. Dòng này là tiếng bass vô cùng uy lực luôn nha quý vị. Đây. Đây quý vị nhìn kìa. Tí nữa Bi sẽ quay ở cái phần con tem phía sau. Hai lỗ thông hơi nó nằm phía trước như thế này nha quý vị. Và cái ốc của nó là toàn bộ là ốc thép chống gỉ nha. Đây quý vị nhìn cái màn loa nè, đẹp xuất sắc luôn nha quý vị. Rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình quay, mình đã tháo một cái loa bass ra rồi. Quý vị nhìn cái loa bass nè. Cái loa bass sườn đốt rất là dày nha. Đây là ở đây, phần này là phần ở cái trên cái phần từ của nó nha quý vị. Phần từ của nó là phần từ màu nhám nha, kiểu như là phủ một lớp nhám nha quý vị, nó không phải bóng, không phải trơn nha. Và cái cụ từ này với model là 127H3. Đây, rất là xịn sò luôn nha quý vị. Vì cái dòng này thì nó cũng mới ngưng bán trên thị trường nên là về trong tình trạng rất là đẹp. Đây rất là nặng, cái cụ từ rất là nặng nha quý vị, nhìn nè. Bao riêng tuyệt đối cho quý vị nha, ngoại trừ là cái găng mút này là về nó bị mũn nên mình phải thay rồi, không thay thì chúng ta sẽ không chơi được nha quý vị, không đánh được. Đây là phần bên trong của nó là nó sẽ có một cái lớp bông như thế này và cái phân tầng và một cái loa trép, trép còi cũng rất là dài quý vị. Đây, cái củ trép này tháo ra nó cũng khó nên mình không có tháo nha. Đây, mình đưa qua quý vị nhìn nè, bên trong cái củ nè. Đây là cái phân tầng Made in Mexico nha quý vị. Assembly ở phía sau con tem của nó là Assembly Mexico. Mình bao hàng xịn chính hãng, bao riêng tuyệt đối nha quý vị. Đây, mình quay kỹ lại quý vị nhìn nè, từng cái góc cạnh nè quý vị. Trở kháng của dòng này là 8 ohm, độ nhạy là 91 dB. Và mức giá ngày hôm nay Bi bán là 5.9 triệu thôi nha quý vị, 5.900.000. À xin lỗi, 5.900.000 chứ, 5.900.000 một cặp nha quý vị. Một cặp nha, chứ không phải hai cặp. Một cặp là 5.900.000. Đây, rất là đẹp, xuất sắc nha. Cái hàng này là trên thị trường vẫn có hàng nhái rất là nhiều quý vị ạ, chứ không phải không. Thì mình bao hàng xịn sò cho quý vị.
Rồi bây giờ mình quay cái phần phía sau lại để quý vị nhìn phía sau, quý vị nhìn con tem thì quý vị sẽ thấy nó như thế nào nha. Bây giờ quý vị đợi mình một tí nha quý vị. Sau của nó thì quý vị thấy là nó sẽ làm những cái điểm nhấn này thì giống như cái mặt trước, và ở đây thì nó có khắc cái chữ RBL nha quý vị. Nếu chúng ta mua hàng nhái mà nó rẻ hơn hàng thật nhiều tiền đi thì cũng không sao. Còn quý vị mà mua hàng mà bằng với cái giá hàng thật nhưng mà nó là hàng nhái thì rất là tức quý vị ạ, rất là điên. Đây, ở đây là cái con tem nha quý vị. Đây con tem, để đi quay con tem quý vị nhìn nè. Đây, RBL nè quý vị. Design, nói chung là RBL thương hiệu của Mỹ và nơi sản xuất là quý vị thấy chữ assembly là nó sẽ bằng với Made in nha quý vị, bằng với Made in Mexico. Đây con tem rất là sáng, rất là rõ ràng nha quý vị, nó chứ không có phải là lem lút nha. Và những cái con tán là quý vị để bắt vào tường, nếu như chúng ta thích treo lên, không thích để nằm như thế này thì quý vị có thể treo lên tường được luôn nha. Model là 8340A. Đây quý vị mà xem phim mà thêm cái đôi này vào dùng cho loa sạch rau thì khỏi phải bàn được quý vị ạ. Còn chất âm thì bây giờ bay test cho quý vị nghe, rất là lực luôn, cực kỳ lực với một cái loa bass 25 như thế này nha quý vị. Đây cái màn huyết rồng mà nhìn rất là đặc biệt của cái dòng 8340A nha. Quý vị cần bao nhiêu thì quý vị cứ alo cho bay nha. Và bây giờ là mình test nhạc quý vị lắng nghe. Và số điện thoại của Bi là 0907 386 304 nha quý vị. Nói chung là hàng mình tuyển chọn là đẹp nha quý vị. Còn cái cặp nào xấu thì mình báo xấu, còn hai cặp này là đẹp xuất sắc nha. Đây quay rõ cái loa bát tại quý vị nhìn nè. Cái tổ từ nè. Đây cái màn nhện nè quý vị. Quý vị nhìn cái sườn đúc nè, sườn đúc cứng cáp dài dặn. Này Bi nghĩ cái loa này nó nặng là nó nặng nhất ở cái phần cái loa bass và loa trép quý vị, chứ còn cái thùng nó thì nó cũng không phải nặng bao nhiêu đâu, chủ yếu là hai cái cổ loa này nè, quá trời nặng luôn nha. Rất cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của Bi Audio Sài Gòn nha quý vị. Là mình xoay cái này một tí để quý vị nhìn nè. Đây là bên hông nè, cái thiết kế nó như vậy nè quý vị. Đó. Nó sẽ xuôi, thiết kế xuôi nha. Ở phần này là cái độ dày nó nhiều hơn. Về phía hướng này nó sẽ mỏng dần ra nha quý vị. Nè bụi còn cái chúng ta tháo cái lưới này. Tháo cái lưới này là quý vị phải tháo hết những cái con ốc này ra thì chúng ta mới lấy cái lưới lịch nha quý vị. Nè, quý vị thấy những con ốc này, ốc này rất là dài. Ốc này là để bên đưa cái con ốc này cho quý vị xem, chúng ta phải tháo hết ốc này ra mới giật cái lưới này lên được nha. Đây, đây là những cái con ốc này quý vị. Nè. Rồi không đợi quý vị chờ lâu nữa, bây giờ bây test nhạc. Và quý vị nhớ nha, mức giá chỉ 5 triệu 900 ngàn thôi. Chỉ 5 triệu 900 ngàn thôi. Mà quý vị vừa nghe nhạc, xem phim và karaoke trong gia đình vô tư luôn quý vị nha. Người vừa tặng lần đi cách xa nhau ngàn đời, cho lệ này ngừng rơi, tiếng cười còn vương trên. Người vội vàng lên.
mai một sang cuộc vui, chẳng còn mong những ngọt bùi. Từ đây xa rồi đôi cánh tay ngoan, từ đây giã từ lời nói điêu ngoan, từ đây chỉ còn lại mình ta giã thêm. Đường tình vừa xa, xác thân đau ra rời. Nhưng một lần này thôi, để rồi từ đây yên vui. Cuộc đời buồn tênh, nên lẽ loi tìm đến. Ta cảm ơn tình nhân đã. Hãy subscribe.